Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Trước mắt quý anh chị và các bạn là hình ảnh chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu năm 2019. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị, các bạn quan tâm thì có thể bấm nút đăng ký để thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe và cái giá xe mà bên Đức Trung sẽ lên sóng và đăng bán hàng ngày. Chiếc Nissan Navara màu vàng cam, trang bị số tự động 2 cầu, máy dầu 2.5. So với cái bản 1 cầu thì con này nó trang bị nhiều các cái tính năng cũng như là cái chất lượng của xe thì nó được nâng lên rất là nhiều. Đấy, như quý anh chị các bạn thấy là con này được trang bị la răng phay, có màn hình cam lùi nguyên bản, có thanh giá lóc, có lắp thùng. Đấy, lát nữa ta đi vào trong phần nội thất thì sẽ thấy là nó trang bị thêm các cái tính năng như là chống trơn trượt, rồi có cả điều hòa tự động. Đấy, có ga tự động. Vâng, chiếc Nissan Navara 2018 màu vàng cam bên Đức Trung đang chào bán với giá là nhô 500 triệu. Đấy, tùy theo quý anh chị các bạn, nếu như mà bao rút hồ sơ rồi bao sang tên rồi là còn yêu cầu thêm những cái gì nữa thì lúc đấy ta bàn về giá cụ thể. Giá thì cũng loanh quanh 500 triệu thôi. Đấy, với 500 triệu là anh chị đã sở hữu ngay một cái mẫu bán tải thương hiệu Nhật, số tự động mà lại 2 cầu. Con này thì nó có thể đi được các cái đường địa hình xấu, ví dụ như là các cái đường đèo dốc hay là các cái đường trơn trượt. Con này đi rất là ok. Dòng xe Nhật này thì nó bền bỉ và nó không mất nhiều công chăm sóc như là dòng xe Ford. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái con này thì nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây. Và con này nó là bản premium nên là nó có một cái body đằng trước rất là đẹp. Đấy, sau đây Đức Trung sẽ tiến gần vào để quý anh chị các bạn có thể quan sát chi tiết. Đấy, mặt ca lăng mạ chrome, có giải led ban ngày. Đây là cái giải led ban ngày. Đấy, có đèn projector, đèn sương mù. Và tất cả là nguyên bản theo xe. Đây, biển Quảng Ninh. Các cái đường gân góc cạnh sơn si sạch sẽ. Nó tóm lại là 2018 thì nó cũng không tránh khỏi những cái gọi là xước xát nhỏ nhỏ này. La răng phay, phanh đĩa. Con này được bộ lốp thì cũng rất là ok, lốp ấy còn rất là dày. Đi tầm khoảng độ 525 nữa thì mới tính đến cái chuyện lốp láp. Con này là máy số keo chỉ zin nhá anh em nhá. Đấy, bậc bước to bản. Có xi nhan gương này, gương ốp chrome. Cái thanh giá lóc này là nguyên bản của xe. Cái đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Đấy, có vẻ che mưa rồi. Đấy, tay hõm cửa ốp chống xước, con này nó có chìa khóa thông minh. Tem sườn. Đấy, lắp thùng thấp này nó vừa đẹp mà nó lại vừa che nắng che mưa được. Vận động 4 bánh. Cái cản sau bằng thép. Mạ rất là sáng, mạ chrome. Có cam lùi nguyên bản. Đấy, thùng bệ. Thùng rất là rộng. Bán tải thì nó phù hợp cho anh em vừa đi gia đình vừa sử dụng cho công việc. Nó chở đồ được, chở người được. Đấy, hai cầu nữa thì đi các địa hình. Đấy, gầm bệ này. Gầm bệ, lốp dự phòng, mọi thứ luôn còn đầy đủ nha anh em nhé. Nói chung là không có han mọt gì hết. Lốp lát này còn rất là mới. Sắt xi gầm bệ đẹp. Lốp dự phòng vẫn còn khá là dày.
răng phay, logo Nissan, nắp bình dầu rồi là tay cửa ốp chrome hết rồi, đẹp chân kính rất đẹp. Nội thất là ghế da nguyên bản anh em nhé, ghế da màu kem này nguyên bản, ghế da rồi là trần lỉ là tất cả nguyên bản hết, tablo rồi là màn hình này, con này nó có điều hòa ô tô nha anh em nhé, có ga tự động, vô lăng phím còi rất là đẹp, có logo của Nissan. Đây có chống trơn trượt đấy anh em này. Cái cánh này là sử dụng nhiều nhất. Nếu đi một người thôi thì cái cánh này cũng phải thường xuyên đóng mở rồi là tí tay đây, nhưng mà nó không bị mòn, không bị chảy xước, không bị bẩn. Tay móc khóa. Gương điện có cụp gương. Bốn kính chỉnh điện, kính lái auto, cái chữ A là auto, keo chỉ zin, nói chung là xe đẹp. Ghế lái chỉnh điện này anh em nhé, con này nó chỉnh điện đa hướng này, nó có cả bơm lưng nữa, ngồi đây bơm cái lưng này lên rất là thoải mái. Đây, hàng ghế sau rất là mới, rất căng, có cửa gió điều hòa, có sàn 3D anh em nhé, sàn da 3D rất là đẹp. Đây, còn nguyên cái dấu chấm sơn KCS. Với cái mức giá loanh quanh 500 này thì anh em cũng chỉ mua được XLS số tự động một cầu. Một cầu thì nó không bằng hai cầu này được, và nó hơn được một cái là lái điện thôi, chứ còn lại là tất cả mọi trang thiết bị rồi là các cái công nghệ là nó thua con này anh em nhé. Hai cầu điện đây anh em này, cái khóa bi sai thì hỗ trợ đổ đèo, có hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Tablo rất đẹp. Đây, tem còn zin theo xe anh em nhé, keo chỉ mã kính rồi mọi thứ là nguyên bản. Anh em quan tâm cái mẫu Nissan Navara này thì có thể đến xem xe trực tiếp tại Uông Bí Quảng Ninh, bên Đức Trung cũng còn khoảng trên 20 đầu xe bán tải nữa, có cả xe 5 chỗ 7 chỗ để anh em lựa chọn. Anh em nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại của mình là 0965 951 955, nên số điện thoại thì mình để ở cái phần mô tả, anh em xuống cái phần mô tả để xem, hoặc là anh em có thể nhìn cái bức tường của mình ấy là có số điện thoại, hoặc là mình sẽ kết bạn với nhau qua Zalo, Facebook. Anh em cứ vào YouTube gõ Đức Trung Auto là sẽ kênh của mình nó sẽ nổi lên, các thông tin này là đầy đủ hết. Các cái video mình quay gần gần đây là anh em xem được thì bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông. Đấy, máy móc còn zin nguyên, còn rất là sáng. Đấy, các cái bình nước rửa kính này, đây là các cái bình dầu trợ lực lái, hay bình nước phụ, cụm ABS này, đây còn rất là mới anh em ạ. Ra máy sáng choang. Xe không có lỗi gì cả. Và tất cả các xe thì đều thương lượng được anh em nhé.
Con này nó mới chạy có 7 vạn 6 nghìn, hơn 7 vạn một tí. Đấy, cái màn hình khởi động nó cũng rất là đẹp, đầy đủ các cái thông tin vòng tua, rồi là tốc độ, rồi là báo nhiên liệu, báo km, báo cầu, báo mở cửa, màn hình nguyên bản. Con này nó có gương chống chói và có cam hành trình nguyên bản theo xe. Nhật thì nó bền bỉ, nó tiết kiệm hơn, nổ máy lên cái giải led nó lên thôi. Đấy, cam lùi nguyên bản khá là sắc nét. Chìa khóa thông minh DL Startup. Màn hình LED, rồi màn hình có kim, có đồng hồ. Để cam kết với anh em là các cái chức năng của xe là ok hết. Không thiếu một chức năng gì luôn. Tốc độ gạt mưa nhanh. Phanh ABS, rồi là túi khí, rồi là hai cầu đủ nha anh em nhé. Anh cam kết là các chức năng là vẫn là hoạt động bình thường. Đây, điều hòa auto 20 độc lập này. Đây, mình có thể điều chỉnh bên lái nhiệt độ là 21-20 độ này. Đây, bên phụ cũng điều chỉnh quạt gió. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Nissan Navara trang bị số tự động 2 cầu, máy dầu 2.5. Và chiếc xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là giá hơn 500 một tí, có thương lượng, có báo rút hồ sơ cho anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Ngoài chiếc xe này thì bên Đức Trung còn rất là nhiều xe này anh em này. Rất là nhiều xe này anh em đến tham khảo và đến lựa chọn. Và những con xe đời 2017 thì bên mình có bán trả góp cho anh em nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.